Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tổng hợp của báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay ngày 27 tháng 8 có những thông tin đáng chú ý sau. Hơn 3.000 người tham gia vòng xòe đoàn kết lung linh sắc màu than uyên Lai Châu mừng Tết độc lập. Trăm năm nghề rèn bản phố, đất cằn nở hoa cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết cùng với lễ thượng cờ và chọc cờ tại các địa phương từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với quy mô cấp tỉnh. Sau 12 năm tổ chức, Tết độc lập quy mô cấp huyện, năm nay lần đầu tiên dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức các hoạt động quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Tết độc lập năm nay có nhiều hoạt động được chất lọc, lựa chọn với mục tiêu tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đặc biệt là truyền thống tổ chức các hoạt động Tết độc lập gắn với ngày hội văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên nhằm tiếp tục lan tỏa các giá trị truyền thống tốt đẹp, tưởng nhớ và tri ân những công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong chương trình, ban tổ chức sẽ tái hiện một số nét phong tục độc đáo của các dân tộc huyện Than Uyên như lễ mừng cơm mới của dân tộc Khơ Mú, lễ hội Pang của bà con dân tộc Thái, lễ hội nhảy lửa của bà con dân tộc Giao. Bên cạnh đó là giải chạy quốc tế Co Momo Than Uyên 2024, thi đấu các môn thể thao dân tộc, giải đua mô tô địa hình, giải đua thuyền kayak, giải đua thuyền đuôi én, biểu diễn dù lượn có động cơ. Cũng trong dịp này, tỉnh Lai Châu tổ chức trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm ô cốp và một số nông sản đặc trưng của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chợ phiên nậm pắt, chợ đêm ta ra. Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội với chủ đề "Thức quà Hà Nội" đang thu hút lượng lớn người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm. Nổi bật trong lễ hội là gần 80 gian hàng với các không gian giới thiệu sản phẩm quà tặng ẩm thực 36 phố phường Hà Nội, các không gian trình diễn, trưng bày giới thiệu sản phẩm quà tặng thủ công mỹ nghệ độc đáo của các làng nghề nổi tiếng trên địa bàn thành phố, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, không gian trải nghiệm làng nghề không gian tiểu cảnh cho du khách check-in cùng các hoạt động trình diễn đường phố. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, công chúng còn được thưởng thức các loại hình âm nhạc dân gian và các hoạt động tham quan trải nghiệm. Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày diễn ra lễ hội đã có hơn 20.000 lượt khách đến với lễ hội. Cùng với 99 địa điểm khác của 53 quốc gia trên thế giới, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà vừa được Liên hiệp Khoa học Địa chất Quốc tế công nhận là di sản địa chất quốc tế tại Đại hội Địa chất Quốc tế lần thứ 37 diễn ra ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 tại Busan, Hàn Quốc. Thông tin trên được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tân Văn, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường là người đã tham gia và chủ trì hai hồ sơ di sản thế giới liên quan đến các giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, đồng thời trực tiếp chuẩn bị hồ sơ trình liên hiệp khoa học địa chất quốc tế công nhận Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản địa chất quốc tế cho biết. Diện mạo khu vực Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và các giá trị địa chất, địa mạo độc đáo và nổi tiếng như ngày nay là kết quả của quá trình vận động kiến tạo địa chất khu vực kéo dài hơn 500 triệu năm. Đó cũng chính là lý do UNESCO đã 3 lần công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới. Dù thăng trầm của thời cuộc khiến rèn mai một, nhưng ở bản phố huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai vẫn còn đó những người bám trụ với nghề, bằng cách riêng biệt mai truyền dạy cho thế hệ tương lai. Họ gìn giữ kho tàng câu chuyện của những kỹ thuật đúc rèn tồn tại cả trăm năm ở vùng cao nguyên trắng. Ông Sùng xeo nhà chia sẻ, 12 tuổi đã được bố truyền nghề. Ông và những người đàn ông dân tộc Mông ở bản phố khẳng định bí quyết để làm ra những con dao, lưỡi cuốc, lưỡi cầy sắc ngọt và có độ bền cao. Đầu tiên phải lựa chọn được loại thép tốt Bên cạnh đó, kỹ thuật tôi thép cũng rất quan trọng. Thép nung phải đủ độ nóng, không non quá cũng không được quá già lửa. Kỹ thuật này quyết định độ bền của sản phẩm. Nghề rèn đòi hỏi người thợ phải có sức khỏe, sự khéo léo cũng như sự kiên trì và sáng tạo mới có thể cho ra lò những sản phẩm tinh xảo, vừa có giá trị làm vật dụng, vừa thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo riêng có của dân tộc Mông. Ngoài ra, thợ rèn người Mông bản phố còn nắm nhiều bí quyết mài nước, kỹ thuật thổi gang, nung thép tinh xảo mà máy móc khó có thể thay thế. Kỹ thuật đúc rèn, cung phu đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, bền bỉ với thời gian. Nghề rèn của người mông bản phố không chỉ tạo ra những nông cụ phục vụ sản xuất, mà còn góp phần quan trọng duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Những truyền nhân của nghề rèn như ông Sùng Xeo Nhà luôn hy vọng nghề truyền thống địa phương được khôi phục, bảo tồn và phát huy để làm sống dậy những lò rèn ở bản phố. Thưa quý vị, khoảng một tháng nay, nạn sâu gióm hoành hành khiến hàng trăm hecta rừng thông ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bị trụi lá, nguy cơ chết khô. Theo cán bộ bảo vệ rừng, tình hình sinh trưởng của sâu gióm thông ở huyện Nghi Lộc đang diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của rừng. Hiện nay đang tồn tại sâu non thế hệ 3 năm 2024. Riêng khu vực phía đông tính từ quốc lộ 1A xuống các xã Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Quang, Nghi Xá, sâu non sinh trưởng, phát triển mạnh. Đã có đến 300 hecta diện tích rừng thông bị nhiễm nặng, mật độ từ 350 đến 400 con trên cây. Hiện nay đã bị cắn phá gây sơ, trụi tàn lá. Ông Trần Văn Trường, Phó trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc cho biết, từ đầu năm đến nay, diễn biến sâu gióm thông phức tạp, nguy cơ phát triển mạnh thành dịch nên đơn vị đã tập trung nguồn lực tài chính để phun phòng, phun trừ. Tuy nhiên, công tác điều tra dự báo sự phát triển của các lứa sâu gặp rất nhiều khó khăn. ngày 1 tháng 1 đến nay, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 3060 ca sốt số xuất huyết gen quê với tổng số 155 ổ dịch, một người tử vong. Theo Sở Y tế Đắk Nông, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 22 ổ dịch sốt số xuất huyết đang hoạt động, trong đó nhiều nhất là thành phố Gia Nghĩa với 7 ổ dịch. Các địa phương có nhiều ca sốt số xuất huyết như thành phố Gia Nghĩa 1 1525 ca, 72 ổ dịch, Đắk Lắk 621 ca, 24 ổ dịch, Đắk Song 396 ca, 9 ổ dịch. Đắk Mi 146 ca, 12 ổ dịch. Trước tình hình này, Sở Y tế đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng và triển khai các phương án tuyên truyền, nâng cao nhận thức, các biện pháp phòng chống dịch sốt số xuất huyết. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng vừa ký quyết định số 1876 về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2024 cho dự án sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng, phục vụ bảo vệ, bảo tồn và sản xuất cây giống sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2024 với kinh phí 1,5 tỷ đồng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn xây dựng cơ bản tập trung để thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ, bảo tồn và sản xuất cây giống sâm Ngọc Linh tại vườn sâm Ngọc Linh giống gốc thuộc trạm dược liệu Trà Linh. Trước đó, dự án sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ, bảo tồn và sản xuất cây giống sâm Ngọc Linh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 836, bao gồm các hạng mục đầu tư, hàng rào bảo vệ vườn sâm, xây dựng mới 3 nhà sản xuất cây giống cùng hệ thống điện, nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Tại xã Eali, huyện Sông Hinh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức chương trình truyền thông phòng chống tín dụng đen, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng đến với đoàn viên, thanh niên và người dân các xã vùng cao Ea Lâm, Eali, Ea Ba. Tại hội nghị, cán bộ công an tỉnh thông tin tình hình hoạt động của tội phạm trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, việc nhận diện, cách phòng chống thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Dịp này, các đơn vị còn tổ chức cuộc thi tìm hiểu dịch vụ ngân hàng hiện đại. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên và người dân nắm chắc các kỹ năng đảm bảo an toàn khi giao dịch trên không gian mạng, nhất là các gói tín dụng lãi suất thấp, trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình nghèo tại địa phương canh tác nhiều năm, đất đai nào cũng bạc màu. Đó là lời khẳng định của những chủ vườn người Mông ở thôn Làng Làm, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cái khó ló cái khôn, những người nông dân đã biến đất cằn nở hoa theo cách mà họ muốn. Dẫn chúng tôi thăm vườn hồng xiêm bắt đầu bói quả. Anh Vàng Quang Phong bảo, ngày trước người Mông chỉ trồng ngô, nương nào bạc màu thì bỏ làm chỗ khác. Nhưng giờ không thế nữa, người nhà mình đã cải tạo lại vườn trồng hơn 500 cây hồng xiêm xoài Thái Lan. Đã hơn 4 năm đang cho quả năm đầu 220 cây. Vừa rồi chín một lần, to thì 5 quả trên kg, nhỏ thì 7 quả trên kg, với giá 20.000 đồng trên kg, đã thu được khoảng 20 triệu đồng, chưa kịp quảng cáo, đã bán hết rồi. Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kiến Thiết Lục Trí Hiếu cho biết, theo tính toán của các nhà vườn, trồng hồng xiêm xoài khá phù hợp với đất xoài bãi, ven suối của xã Kiến Thiết. Kỳ vọng đây sẽ là cây trồng có thể nhân rộng trong những năm tới. Còn ông Trần Văn Tú ở thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên lại cải tạo khu đất đồi cằn cỗi, ruộng trũng kém hiệu quả thành khu vườn trù phú được người dân thán phục. Ông Tú kể, năm 2017, một lần tình cờ biết đến cây ba kích vừa cho kinh tế vừa có khả năng hợp với đất cằn, ông đã lặn lội đi tham quan cách trồng ba kích ở tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc để học hỏi, tìm hiểu kinh nghiệm. Ông Tú chia sẻ, năm 2021, thu hoạch xong năm sào ba kích tím, tổng được 5 tấn củ tươi, bán với giá 130.000 đồng trên kg sau đó đã trồng thêm 6 sào nữa. Dự kiến cuối năm nay thu hoạch, củ ba kích tím không lo đầu ra, ông Tú nhầm tính. ba kích trồng mà chăm sóc sau 3 năm là thu hoạch được. Tổng chi phí thâm canh một sào ba kích từ 20 đến 30 triệu đồng và thu về một tấn củ ba kích tươi. Với giá hiện nay, người nông dân thu lãi từ 80 đến 100 triệu đồng trên sào. Ông Tú cười bảo, dù đất còn cằn, con người cũng có cách để đất nhà tinh hoa. Mỗi nông dân thành công đều có cách làm riêng nhưng điểm chung của họ là sự chăm chỉ học hỏi, không đầu hàng trước mọi khó khăn, thử thách. Từ trong lao động sản xuất đã phát huy được khả năng sáng tạo để thay đổi, họ đã làm đất cằn nở hoa. Câu chuyện về hình ảnh về người nông dân ở xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã biến đất cằn nở hoa đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube, website, TikTok và trang fanpage của báo Dân tộc và Phát triển. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.